Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em muốn giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là quạt dàn lạnh trong xe của xe Kia Morning từ đời 2005 đến 2007. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc. Đây là mã sản phẩm 97113-07000. Quy cách đóng gói của sản phẩm thì mỗi một sản phẩm sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp giấy với kích thước là 20, 20 và 20. Đây, chúng ta cùng xem này, cái quy cách đóng gói của nhà sản xuất này. Đó. Đối với cái sản phẩm hàng chuẩn, hàng của Hàn Quốc thì anh em nhìn này, tất cả này đều có cái mã trên từ các cái chi tiết, tức là từ ốc đuôi quạt này, đồng quạt này. Đấy. Với cái sản phẩm đời thấp này thì gần như là từ cái phần đuôi quạt này, phần cánh quạt người ta đều sẽ làm nhựa màu đen. Sẽ làm bằng nhựa ABS cao cấp. Với cái đặc điểm ở cái phía trên của phần cánh là người ta sẽ gài một gài một cái phanh. Xin lỗi anh em nhé, hôm nay là em hơi bị mệt, đang ốm. Đây chính là cái chiều cánh của cái quạt đó ạ. Đây. Và đây chính là cái phần đuôi quạt. Ba hình, đây là ba điểm để chúng ta bắt vào trong cái chỗ hộp quạt đã chờ sẵn. Với cái sản phẩm hàng cao cấp này thì anh em nhìn này, nó rất là chắc chắn này. Đó. Đây. Đó. Thì cái bên trong của cái lõi quạt chờ nó chính là cái motor bằng đồng kèm với những cái chổi than cao cấp. Đây, cầm cái quạt nó rất là đầm tay luôn. Gần như khi anh em nào đã tìm hiểu về dòng sản phẩm hay là bất cứ linh phụ kiện phụ tùng ô tô thì anh em có thể thấy được từ máy phát, củ đề, tất cả những cái dòng mà liên quan đến nó sẽ có cái linh phụ kiện, tức là bên trong nó sẽ là phần đồng hoặc là các cái phần bạc, phần càng nặng thì nó sẽ là càng xịn đó. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm đó chính là cái quạt dàn lạnh trong xe của xe Kia Morning. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Anh em có cần tư vấn hỗ trợ thì hãy để lại comment và để lại số điện thoại, bên em sẽ liên lạc lại và hỗ trợ tư vấn cho anh em. Bên em có hỗ trợ lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.